Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Nhân viên ngân hàng vỡ nợ gần 200 tỷ đồng đã ra đầu thú. Ngày 10 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết Lê Thị Thương, nhân viên hợp đồng của ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai, người bị truy nã vỡ nợ trên 170 tỷ đồng, đã đến Công an tỉnh Gia Lai đầu thú. Ngay khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã. Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai truy nã đối tượng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Do biết không thể trốn thoát nên 9 giờ ngày 7 tháng 9, Lê Thị Thương 32 tuổi, trú tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku đã đến Công an tỉnh Gia Lai đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thương. Việc đầu thú của Lê Thị Thương được Công an tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có hướng chỉ đạo tiếp theo. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 5 năm 2020, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Thương đã vay mượn tiền của rất nhiều người. Đến đầu tháng 6 năm 2020, mặc dù biết mất khả năng chi trả, nhưng Thương vẫn tiếp tục tìm đến một số người quen biết khác vay mượn tiền với lý do đáo hạn ngân hàng cho khách. Tuy nhiên, thực tế là vay để trả nợ gốc và nợ lại cho các cá nhân trước đó. Công an phường Hoa Lư, thành phố Pleiku báo lên cấp trên số tiền của Thương vay nợ mất khả năng chi trả lên đến 173 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhận được đơn của 12 cá nhân tố giác Lê Thị Thương chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 80 tỷ đồng. Đầu tháng 7 năm 2020, Thương bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy nã toàn quốc với bị can Lê Thị Thương. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.